xuân nghe nắng ấm lại về. Anh đã xa rồi anh cũng đứng nhìn lại mình. Em chính em, người mang cho anh lắm những ngọt ngào. Qua tháng năm và anh đã hiểu thật nhiều. Em biết không, từ ngày yêu em là ngày in dấu những nấc thang vàng son. Vàng son một thuở yêu em, vàng son bờ bên du em. Yêu nhau từ thuở ban mai hàng vi, đơn sơ cho đến khi bắt đầu phai dấu. Vàng son một thuở lên lòng nghe từ hỏi trong tôi, ơn em tà lỗi trên môi, tình lớn lao hơn cuộc đời. Ơn em tà lỗi trên môi, tình lớn lao hơn cuộc đời. Cháu quen cô gái ấy ra sao? Dạ cũng bình thường thôi mà. Cháu thấy cổ có hoàn cảnh khó khăn cho nên giúp đỡ vậy thôi. Vậy thôi sao được? Miệng cháu nói một đàn mà mắt cháu nhìn người ta một nẻo. Cô nói vậy nghĩa là sao? Đắm đuối lắm. Cô coi vậy mà đọc thấu tim đen người ta. Cô có phép thuật gì đâu mà đọc được tim đen của cháu. Chẳng qua cô nghiệm thấy đàn ông dòng họ nhà mình đều mắc cái đọa hồng nhan. Cô ơi, cô đã nói vậy thì cháu cũng chẳng giấu cô làm gì. Cháu mới gặp Diêm Hàng đây thôi, nhưng sao lúc nào cháu cũng tơ tưởng đến cổ. Mô Phật. Cháu yêu cổ. Cháu phải bình tĩnh mới được. Không khéo rồi lại như ba cháu hồi đó, bị vướng vào dòng sắc giới, gây ra đau khổ cho nhiều người. Dạ thôi cháu có việc phải đi. Ừ. Nhờ cô chăm sóc giùm Diễm Hằng, lát nữa cháu sẽ quay lại. Rồi, được rồi, cháu yên tâm. Thôi coi lát cháu quay đi. Lại đón cổ. Dạ. Hôm qua con chị làm bài được không? Khó lắm chị. Em nghe nói môn toán thì khó quá nên bỏ mất hai câu. Môn lý thì tạm tạm. Con chị thì sao? Không biết có làm bài được không mà về nhà mắt đỏ que. Thôi không dám nói nhiều, chỉ động viên nó giữ sức khỏe để thi môn cuối. Năm nay coi bộ không dễ à. Em nghe báo đăng là thi vô trường này năm nay khó lắm. Một cho tới cả trăm lận. Tụi nhỏ đi thi mà mình cũng hồi hộp lay luôn đó. Kìa, tụi nó ra rồi đó. Hôm nay mẹ ở đâu? Hai bữa thì trước đón tìm hàng muốn chết mà cứ gặp được đâu. Hương lo quá chừng luôn á. Hàng có tới chỗ nhà trọ tìm Hương mà người ta nói Hương đi rồi. Hàng cũng lo quá chừng, không biết tìm Hương ở đâu nữa. May mà có một anh người quen đồng Hương ở Vĩnh Long tìm giùm chỗ trọ. Bà chủ nhà Hương trọ lấy là nhà gấp quá nên Hương không kịp báo cho Hàng biết. Tới lúc tìm được nhà trọ rồi, gọi điện về nhà thì ở nhà nói Hàng đã lên thành phố. Hương sợ hai bác ở nhà lo quá nên không dám nói gì hết á. Cũng may mà Hương nhanh trí, chứ không chắc ở nhà Hàng lo lắm. Ừ. Thôi mình đi ra cổng đi, nói chuyện ở đây lâu quá sợ anh chờ. Ừ, mình đi. Nhà trọ của Hương ở đâu, có xa không? Ở gần đây thôi à. Ê, Hàng làm bài được không? Tốt. Còn Hương? Hai bữa trước thì tốt, đề môn quá bữa nay câu cuối cùng Hương giải không ra.
Ủa, câu đó có trong đề cương ôn thi mà. Hằng còn nhớ chính xác là đề 81. Hương về coi lại bài giải đi. Hằng. Anh Dương. Anh chờ có lâu không? Cũng mới tới thôi. Xin lỗi anh, đây là Hương, bạn cùng lớp với em. Người mà hôm trước em đi tìm đó. Chào Hương. Dạ chào anh, thật cảm ơn anh nha. Chủ nhà lấy lại nhà đột ngột quá, làm em không kịp báo cho Diễm Hằng biết. May mà có anh, chứ nếu không Diễm Hằng có bề gì thì em áy náy lắm. Tôi phải cảm ơn Hương thì có, nếu không làm sao tôi có được cơ hội làm được người tốt, phải không? Sao bữa nay hai cô làm bài tốt cả chứ? Dạ được, nhưng có người còn được hơn. Nhớ tới đề thi nằm trong bài số mấy của đề cương ôn thi nữa kìa. Anh thấy có đáng nể chưa? Thôi, chúng ta về đi. Hương ở đâu để tôi đưa Hương về? Dạ, cũng gần đây thôi. Hương đi bộ về được rồi, khỏi phiền anh. Không mấy khi được làm phiền người đẹp. Sẵn dịp tôi đưa Hương về luôn. Thôi, lên xe đi. Đi. Đi Hương. Xe chạy thẳng tới ngã tư rẽ phải, khoảng chừng 200m là tới. Hằng tính chừng nào về? Tối nay về thu xếp đồ đạc rồi mai về. Hương về chung với Hằng luôn nha. Ừ, Hằng về chừng nào thì Hương về chừng đó. Hương có số điện thoại của xe quen, để Hương liên lạc coi giờ giấc thế nào rồi Hương báo lại cho Hằng biết nha. Tới chỗ đầu hẻm số 21 trước mặt á, anh cho em xuống. Hẻm nhỏ lắm, không vào được đâu. Cảm ơn anh nhiều nha, tụi em làm phiền anh quá. Không có gì, đừng ngại. Hằng nè. Sao Hằng tóm cổ được chàng quý tử của bà 2B hay vậy? Chàng quý tử nào? Cái anh chàng đang đứng ngoài xe đó. Thì cái anh chàng Trần Dương của mày chứ còn ai nữa. Nhà ổng là tiệm vàng Kim Lợi, lớn nhất nhì tỉnh Vĩnh Long mình đó. Hằng mà tóm cổ được ổng á thì khỏi phải lo chuyện tiền nong, tha hồ mà hưởng phước. Mày đừng nghĩ bậy nha. Thấy mình là đồng hương, người ta giúp đỡ vậy thôi. Mày thiệt tình quá. Thôi, tao đi nha. Mày qua bển đi để ông đợi mày đó. Chán chết được, mấy chục kênh mà không có gì coi. À, anh hai đi chơi hả? Cho em theo với nha. Anh đi công chuyện, em theo làm cái gì? Công chuyện gì á mà ngày nào cũng đi, anh đừng có xí gạt em. Chuyện của người lớn, em biết gì mà đi. Thôi để anh đi, em thôi trễ. Bây giờ em hỏi anh nó cho em theo không? Anh nói là không. Em mét má cho coi nè, dẫn em lên thành phố á mà đi chơi với ai không à? Để em ở nhà hoài. Con nhỏ này, nghe nói nè, hôm nay em cho anh đi, ngày mai em muốn đi đâu anh sẽ chở em đi, được chưa? Dạ được. Vậy á mới đúng là anh hai của em chứ. Thôi anh đi nghe. Cháu định chừng nào về mà lo dọn đồ sớm vậy? Dạ sáng mai cháu về. Sao về sớm vậy? Mấy khi lên Sài Gòn, ở lại đi chơi chỗ này chỗ kia cho biết với người ta chứ cháu. Dạ, cháu phải về tại vì nhà không ai phụ bán với má. Ừ. Hơn nữa, cháu đậu đại học lên đây thì còn nhiều cơ hội để biết Sài Gòn mà cô. Ừ. Cháu tự tin quá ha. Mới thi xong mà đã chắc chắn là mình đậu rồi.
Tự tin chứ cô. Cháu làm bài cháu biết. Cháu còn muốn á là cháu phải đậu thật cao nữa kìa. Cô nghĩ cháu sẽ làm được điều mình muốn. Cháu rất quyết đoán. Có những chuyện mình không quyết đoán được cô à. Chuyện gì vậy? Lát nữa anh Dương tới mời cháu đi chơi. Nhưng cháu không biết phải mặc đồ nào. Mấy cái đồ này nè, đều là đồ đi học hết. Cô thấy cháu mặc áo này được không? Được chứ. Cái áo này màu trắng, nhưng có in hoa rất dễ thương. Cháu mặc đẹp lắm đó. Cháu chỉ sợ anh Dương ảnh chê cháu nhà quê thôi. Ảnh ở thành phố, quen nhiều cô ăn mặc modern. Bây giờ đi với cháu, nếu gặp người quen, chỉ sợ anh mất mặt. Cháu nghĩ vậy thôi. Chứ thật tình cũng không muốn thằng Dương nó giao du với mấy đứa con gái modern mô điếc chút nào hết. Không có lo làm ăn, tối ngày chỉ xe xua quần này áo nọ. Cô thích con gái phải như cháu vậy. Thằng Dương á, nó mà cưới được một cô vợ như cháu là cô mừng lắm đó. Vậy cháu mặc đồ này nha cô. Thằng Dương nó tới rồi đó. Thôi cháu sửa soạn đi nghe. Dạ. Cháu chào cô. Cháu tới đón Diễm Hằng đi chơi đó hả? Dạ. Nó còn đang sửa soạn. Ngồi xuống đây cô nói cái này đã. Chuyện gì vậy cô? Cô thấy Diễm Hằng là một cô bé xinh đẹp, vừa đẹp người, đẹp nết, lại giỏi giang, có ăn có học. Cháu mà lấy một người vợ như vậy là cô yên tâm. Chứ mấy con nhỏ cháu quen dắt về, cô chấm không được đứa nào hết. Toàn mắt xanh, mắt đỏ, áo quần cũng cỡn. Cô ơi, cháu nghe người ta nói mấy bà cô khó tánh lắm. Mà bây giờ cháu mới thấy à nghe. Cô đâu có khó tánh. Cô chỉ nói chuyện phải trái như vậy thôi. Chứ như Diễm Hằng, cô đâu có chê tí nào đâu. Bây giờ, cô hỏi thiệt nghe. Cháu có thành tâm thật ý với người ta không? Thú thiệt với cô, cháu đã yêu Diễm Hằng ngay từ khi mới gặp. Dường như trong lòng cháu, lúc nào cũng có một sự lưu luyến lạ lùng lắm. Khiến cháu lúc nào cũng nghĩ tới cổ. Nhưng cháu không có biết tình cảm của Diễm Hằng đối với cháu như thế nào nữa. Mà cháu có nói với Diễm Hằng những điều mà cháu vừa nói với cô chưa? Dạ, sao nó không được cô à? Nó kỳ kỳ sao á? Cháu yêu người ta, chứ có gì xấu đâu mà kỳ. Mình không giải lòng mình ra, thì làm sao người ta biết mà đáp lại? Nhưng cháu sợ... Sợ gì? Sợ lỡ người ta không yêu mình thì quê quá. Trời ơi, không ngờ cháu tôi mà cũng yếu bóng vía vậy sao? Có chuyện gì mà cô và anh Dương cười dữ vậy? Cô cười thằng Dương. Sao cô? Thôi cô, chuyện của tôi hồi nhỏ mà. Nó thương một con nhỏ gần nhà. Mà không dám nói. Cứ tỉ tê với cô thôi à. Vậy hả? Tội nghiệp anh Dương chưa? Lẽ ra anh phải bắt chước con trai bây giờ. Yêu là phải nói liền. Đó, cháu nghe chưa? Dương, yêu ai là phải nói liền. Nhớ nghe. Yêu là phải nói liền đó. Dạ. Xin phép cô cháu đi nghe. Dạ cháu chào hai cô. Đứa đi chơi vui. Cháu đi. Ngày hôm kia nhìn em 16 dễ thương, thật ngọt ngào môi xinh và ôi màu mắt đáng yêu. Rồi hôm qua nhìn em 18 trói trang, để rộn ràng trong tôi nhịp tim đập nghe rối lên. Ngày 20 bình minh chào nắng sớm lên, từng nụ cười em trao thật duyên gờ chút vấn vương. Tuổi đôi mươi, tuổi ôi thật quá dễ thương, thật vụng về ngây thơ và làm ước mơ. Mây bay ơi, tôi muốn nói tôi yêu em như sao khó. Anh nhìn kìa,
Thành phố đẹp quá à, lên đây Hằng mới thấy á. Còn nhiều điều thú vị hơn. Mai mốt Hằng lên Sài Gòn học đại học, tôi sẽ đưa Hằng đi nhiều nơi khác nữa. Cảm ơn anh, Hằng làm phiền anh quá à. Phiền gì đâu phiền, trái lại tôi tìm thấy niềm vui khi được thấy Hằng làm phiền như thế này. Một hai bữa thì vui, chứ làm phiền hoài không chừng anh đổ quạo đó nghe. Không có đâu. Em cứ xa em thức tha vẫn vương tim này. Chào một ngày nắng mới, chào ngày tròn đôi mươi, chờ một lời yêu thương, chờ cuộc tình in dấu. Anh luôn mong luôn mơ về em, anh luôn mong luôn mơ cuộc tình đầu. Mình vô đây chi vậy anh? Đây là nhà hàng bán đồ ăn của Ý, tôi muốn dành cho Hằng một sự bất ngờ. Dạ thôi anh, vô đây chi cho tốn kém. Nếu đói bụng á, mình ra quán phở, quán bún bò hay quán cơm bình dân ăn á là được rồi. Mấy bữa nay Hằng toàn ăn chay với cô Diệu Hạnh không à, vừa đỡ tốn tiền vừa khỏe cái bụng. Nói như Hằng, chắc ngành du lịch thất nghiệp dài dài quá. Bữa ăn này coi cũng bình thường thôi, coi như ăn mừng Hằng thi xong đại học. Thôi Hằng đừng có ngại, đi. Đây là bánh pizza, một loại bánh nổi tiếng của người Ý. Hồi bán bánh xèo ở chợ, nghe mấy người khách Tây nói bánh xèo giống bánh pizza, bây giờ Hằng mới thấy đó. Hằng cứ ăn thử xem, coi nó có ngon giống bánh xèo không. Ngon lắm anh à. Ở thành phố này cái gì em cũng thấy lạ, thật khác với Vĩnh Long quê mình. Hồi mới lên thành phố anh cũng có những cảm giác như em. Đây là một thành phố khoan dung rộng mở với người này nhưng lại khắc nghiệt với người khác. Người ta có thể đạt được những thành công, nhưng cũng có thể nhận lấy những thất bại cay đắng. Hằng thích làm những cái gì đó khó khăn, vượt lên sức của mình. Vì qua đó mình sẽ biết mình là ai. Hằng không thích sự cam chịu. Chính vì vậy mà Hằng quyết định lên Sài Gòn thi, với mong muốn sẽ làm được điều gì đó xứng đáng với ước vọng sống của mình. Vậy thì ước vọng sống của Hằng là gì? Ước vọng của Hằng à, Hằng không dám mơ ước gì cao xa, mà chỉ nghĩ đến những gì mình có thể thực hiện được. Gia đình Hằng nghèo lắm, ba má Hằng hàng ngày phải đầu tắt mặt tối, vất vả kiếm sống. Hằng thương ba má mình lắm. Trong khi chưa làm được gì thì Hằng ráng học cho ba má vui. Hằng muốn sau này sẽ làm được nhiều tiền để giúp đỡ ba má lúc về già. Nếu như có một người nào đó cảm động trước câu chuyện của Diễm Hằng và đề nghị với Diễm Hằng về tiền bạc để Hằng thực hiện ước mơ kia thì Hằng tính sao? Hằng sẽ cảm ơn người đó. Nhưng Hằng không nhận sự giúp đỡ theo kiểu ấy đâu. Tự dưng mang ơn nghĩa thì dễ bị lệ thuộc vào người ta lắm. Sao lại là lệ thuộc? Chẳng hạn như cái này anh chỉ nói thí dụ thôi nha. Nếu như anh biết được hoàn cảnh của Hằng và anh muốn giúp đỡ cho Hằng, chẳng lẽ Hằng lại từ chối sự thiện chí của anh? Nếu từ chối như vậy tức chúng ta từ chối lòng nhân ái, sự đùm bọc giữa con người với con người. Hằng thấy anh đưa ra hai vấn đề giống nhau mà khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta cũng không loại trừ
có những trường hợp thiện chí đã bị lợi dụng cho những mục đích vụ lợi. Người ta làm từ thiện thì phải có quay phim, chụp hình, đăng báo, lễ lạc. Thì mục đích sâu xa là vì họ, chứ đâu phải vì người bị nạn. Anh cũng đồng ý với Diễm Hằng về quan điểm này. Nhưng thôi, bây giờ hãy gác chuyện đó qua một bên. Mình quay trở lại vấn đề của Diễm Hằng. Thực sự là khi biết được hoàn cảnh của Diễm Hằng, anh rất là ái ngại. Anh đặt một trường hợp như thế này. Nếu như Diễm Hằng thi đậu vào trường kinh tế thì Diễm Hằng có tính tới cái này cho anh xin lỗi trước nha. Hằng có tính tới vấn đề học phí hay không? Đó là một con số rất đáng kể kéo dài suốt 4 năm. Nhiều khoản tiền được đặt ra. Nào là tiền học phí, tiền nhà trọ, tiền ăn uống. Chưa kể đến những lúc đau ốm. Hằng cũng nên thực tế một chút, để xem lại những quan niệm nào đó cứng nhắc của mình. Anh thấy nếu như người ta thực sự có lòng tốt với mình, muốn giúp đỡ để mình đạt được niềm mơ ước, thì tại sao mình lại từ chối chứ? Đúng. Hằng nghĩ Hằng sẽ không bao giờ có được cái may mắn đó. Nhưng biết đâu, cuộc sống vẫn có những câu chuyện cổ tích. À, Diễm Hằng có nhớ chuyện công chúa Lò Lem hay không? Nhớ chứ. Ý anh muốn nói là Hằng giống như nàng công chúa Lò Lem chứ gì. Nàng Lò Lem bán bánh xèo ở chợ Vĩnh Long. Không, anh không có dụng ý gì hết. Diễm Hằng đừng có hiểu lầm. Hằng còn cảm ơn anh là đàn khác. Một sự so sánh thú vị và một lời khen tặng ý nhị. Đã có lúc Hằng nghĩ mình đúng là cô bé Lò Lem thật. Và cô bé Lò Lem ấy đang chờ đợi một chàng hoàng tử và một cánh buồm đỏ thắm. Không, Hằng không nghĩ đến một chàng hoàng tử nào cả. Vậy thì là một bà tiên và chiếc đũa thật. Cũng không, Hằng chỉ nghĩ đến ba hạt dẻ mà thôi. Sao vậy? Hoàng tử thì Hằng chưa hề nghĩ tới. Bà tiên thì không có thật. Chỉ còn có ba điều ước thì thời nào cũng có. Và Hằng chắc chắn có thể đạt được điều ước đó bằng chính sức lao động của mình. Vậy Hằng đã có lúc nào đạt được điều ấy chưa? Có chứ. Đó là lần Hằng đạt giải nhất trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn tỉnh. Lần đó có truyền hình trực tiếp tại Vĩnh Long. Khi được xướng tên lên nhận giải, Hằng đi từ cuối phòng lên sân khấu. Cảm giác lúc đó như bay bổng và hạnh phúc lạ kỳ. Hằng nghe có tiếng xì xào trong khán giả. Con nhỏ đó bán bánh xèo ở ngoài chợ đó. Và Hằng nghĩ, ôi, mình đúng là nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích rồi. Và Hằng đã khóc. Câu chuyện của em xúc động quá. Em lau nước mắt đi. Diễm Hằng, anh yêu em. Xin em đừng từ chối tình yêu của anh. Thôi chết, sáng mai đi sớm mà Hằng chưa sắp xếp đồ đạc gì cả. Anh cho Hằng về đi. Anh xin lỗi. Có lẽ anh đã hơi vội vàng khi nói với Hằng điều này. Nhưng anh nghĩ rồi thời gian sẽ chứng minh tấm lòng của anh. Thôi, em dùng đi. Dùng đi. Em dùng đi. Cảm ơn anh. Em cứ tự nhiên.
Ờ, con. Ba đợi con nãy giờ đó. Dạ. Dạ, chào bác. Thôi mình về trước nha. Ừ. Bữa nào gặp lại sau. Anh Tư, anh chở con nhỏ cháu về giùm nhé. Đưa đây. Đưa đây. Má có khỏe không ba? Má con mà. Thì như dự báo thời tiết á, lúc nắng lúc mưa, bệnh đau tim ai biết lúc nào nó ra làm sao. À mà con làm bài được không? Nghe nói kỳ này đề thi khó lắm đó. Ba yên tâm đi, con làm không bỏ sót câu nào hết. Còn kết quả ra sao á thì phải đợi thôi ba. Chắc chắn đậu mà, cao hay thấp thôi. Con gái của ba tự tin quá đó. À, mà ba nghe đâu là một chọi tới 100 lần đó. Ba, chở con đi ra chợ đi, con muốn gặp má. Ừ. Con về rồi đó hả? Sao con? Được má, má đừng lo. Mấy bữa con đi thi á, má cứ đứng ngồi không yên à. Không biết con lên đó ăn ở ra làm sao. Con Hương bạn con điện thoại về, lúc con vừa mới đi á, nó nói lạc cả giọng. Má cứ gặn hỏi hoài, mà nó cứ nói là không có gì, là má lo muốn chết luôn à. Con lên trển chuyện cũng ly kỳ lắm á. Ly kỳ là sao? Con nói gì má không hiểu gì hết à. Về nhà con sẽ kể cho má nghe. Con có Quế Nhân giúp đỡ đó má. Ý trời, nói vậy là cái chùa này linh thiệt rồi ta. Hôm con vừa đi thi á, má có lên chùa xin xăm. Cái quẻ xăm đó nói là con sẽ được Quế Nhân giúp đỡ. Bánh trái rồi kìa. Ở đó mà nhiều chuyện quá. Trái cát lẹt luôn. Rau cải gì đi chị ơi, cô ơi, ghé mua nhà cô ơi, rau cải cô ơi. What's this food called, madam? It's called bánh xèo. It's a traditional Vietnamese food. It's made from rice flour, coconut juice, and a little of saffron flour. And the stuffing consists of pork, shrimp, onions, green bean and bean sprout. Oh, bánh xèo, I'd like to try some. Yes, of course. Take a seat, please. Thank you. It looks delicious. Yes, of course. Take it, madam. Take it. This is very good. Yeah. Cảm ơn chị. I've never eaten this before. Yeah, it's good. Excuse me. How did you feel, miss? Yes, good. Thank you. You're welcome. Oh, sit down, please. Oh, tôi là người Việt Nam. I'd like to buy some for my friend. Yeah, I think so. Dạ, mời chú. Cháu nói tiếng Anh khá lắm. Sao cháu không đi làm hướng dẫn viên du lịch tỉnh? Lúc này ở trên tỉnh, bây giờ khách nước ngoài đang đổ về rất là nhiều. Mà cháu vừa có ngoại hình đẹp, lại vừa giỏi tiếng Anh, sẽ rất thuận lợi cho công việc. Dạ. Chú thì có ý kiến vậy. Không biết cháu nghĩ sao? Bán bánh xèo cũng được, nhưng nó phí đi. Cảm ơn chú, nhưng cháu không bỏ hàng bánh xèo này được đâu. Chị thấy tôi nói phải chứ? Vào làm công ty du lịch, cháu sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn. Nó mới đi thi đại học về. Vậy à? Dạ. Trong khi chờ kết quả, cháu vẫn có thể tham gia làm cộng tác viên mà. Chúng tôi đang rất thiếu người. Chú nói vậy cũng được con à. Con đi làm tiếp xúc với người ta cho quen, vài bữa lên Sài Gòn học cho khỏi bỡ ngỡ. Nhưng ai phụ với má? Mấy bữa con đi thi á,
Ở nhà má xoay sở một mình cũng quen rồi. Đi đi, cho nó đổi cái đời. Now let's go, please. Follow me. Okay. Let's go. Really hungry. Oh, that looks really good. Yeah, yeah, good. I'm really hungry. Oh, that looks really good. Okay. Wait, does this have ice in it? My doctor told me not to. Oh, that's great. Cold beer. Put a piece of this. Yeah. Okay. Oh. Some please. Yeah. What's he doing? Oh, wait. Running? Oh, try like some. Oh, that's great. Okay. I'll tell you what. I'm hope today you are happy. Oh, oh. Oh, okay. It's a little bit strange. Yeah. Okay. Sure does. Oh, okay, take it. Yeah. True that. All right. Mm. Can I help you? I'm a little bit nervous. It's not like anything I've ever eaten before. I want some too. Okay. Oh, oh, reach good. Okay. Doodle. Oh. Some more. Oh. Wait. And this is called oh, what? That's quite great. Ah, yeah, yeah, thank you. Okay. Okay, let's see where Delta is. Like does Joe like it? No, I don't think this it was amazing. Yeah, it's flat. It was amazing. We will come back. The people were so nice. The fried fish. I know. That's right. Did you see our tour guide? He was good looking. He was really funny, yeah. Too. Yeah, yeah. And his English was amazing. Oh, yes, but, madam. Know, what? Yeah, I don't know. You just okay. Know a lot. Yeah, so well, answers you know. All my questions. Yeah, does anyone have sunscreen? I do actually in my purse. Oh, wait. Oh, that Delta village over there still. Is really nice. I wish we could eat again, actually. We can go back. It's nice that it's evening. Yes. Hey, Susan, quite so hot now. Hey, Susan, do you need to get back to your orthodontist? I do. Okay, come. I do, but I wish you would bring it up. Take a big we are on camera. Wait, okay. Let's get it. Okay. Close the glass. Hey, wait. Say smile. Hi. Bow. Three. Oh. Let's remember this forever. No. For helping us to enjoy such a wonderful meal and experience such beautiful memories for the future. Thank you. That's great. We've never been so close to nature. Thanks. Yeah. Fish on. We'll come back if we have a chance. Vietnamese people are so hospitable. Yes. Oh my god, my bracelet! Oh. Let me help you. Oh, that's very kind of you. That's, what a very beauty. Nice. Thank you very much. The glove is broken. Oh, can you see over there? My grandfather gave it to me. Don't worry. There's a traveler on the way back to the hotel. I'll ask them to fix it for you. Thank you. That means so much to me. Mm-hmm. Would you mind if we stop up at the traveler's? No. Oh, no. Okay. That sounds so really good. Let's go now, Miss Han. Hi, Han, did you enjoy? Khosao. Má ơi. Má coi kìa. Dạ, cháu chào bác. À, chào cô. Thưa bác, chiếc lắc này bị hư khoáng. Sửa có lâu không bác? Cô là... Chị á, là Diễm Hằng. Bạn của anh hai mà con kể với má đó. À. Sao nghe nói cô bán bánh xèo mà. Dạ phải. Bình thường cháu bán bánh xèo ở chợ Vĩnh Long. Bữa nay công ty du lịch họ nhờ. Dạ bác coi giùm cháu chiếc lắc. Nó gãy khóa. Really cho thợ chấm lại chút xíu là lấy liền. Really like dạ cảm ơn bác.
Wait for a moment, please. Miss Hang, could you ask them if they have a bigger one? I want to take one more. Yeah, you should. You're probably okay. A tiger. Bác ơi, vị khách này nói là có size lớn hơn không? Có chứ. That's a good idea. Đẹp cô. Yeah. It's going to be all about like a crisis. Oh, wow. It's pretty. It's really pretty, isn't it? At these prices. At these prices, you do you have any nice boxes? I'd like to buy some for my relatives. My mother and father would love something like this. Oh wait, you mean the guy in the red? Bà ấy nói là tìm cô bác có hộp gói quà không? Có. Oh wait, is this a gold star? Oh yeah, perfect. That would be great. I think that. Oh yeah, they're beautiful. I like it. Great. That'll fit really well. Ah, yes. Yeah, this one. Which do I choose? I like this one. The black one. I like this one. That one's nice. Gold one? What do you think? I like that. I like them all. Uh-huh. Yeah, I like it. Yeah. I don't know who you're talking about. Oh. Beautiful. That just how much is that? Yeah. Hỏi bao nhiêu? 1 triệu. Wow, all this gold is so beautiful. Only 1 million. 1 million. 1 million, John. Yes. Thank you. Yeah, great. Well, I love it. Now, let's go back to the hotel. Yeah. I see a lot of jade. Wait. Who looks at this? You have a green apple, Jay. Does it look great on Mardi Gras? Okay, it was always Miss Hans, please. Yeah. Mm. Like a moon. Can you take me? Your drinks for only yes. Really yes. Yeah, I remember mood drinks. I had a mood wash once. You did? Yeah. Oh, no way, I didn't even know that one. Yeah, it's totally not worth it. Oh, look, I'm going to buy something, too. What are you going to buy? Can you tell we're getting kind of bored standing here in this jewelry store if we're talking about mood rings from our childhood? Yeah, bao nhiêu tiền? It's kind of 1 triệu đồng. Yeah. Only 1 million. Who does it? Yes, that's my way. That's true. Yeah. Most don't care. I can't see that. Is that one Kanye West song? Được rồi. I haven't watched some TV in a really long time. Oh, you don't know what you're missing. There's a lot of gold stuff on it. I'm sure there is. I prefer silver, which would mean that this jewelry thank store you, madam. Is thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Sợi dây của cô nè. Dạ. Oh, time to go. Dạ bao nhiêu ạ? Wait, hold on. Let me see. Thôi khỏi cô. Cảm ơn. I'm a oh, how much? No money. Oh, thank you. Oh. That's very generous of dạ, cảm ơn bác. Khoan khoan, cô chờ tôi một chút. Bye có gì không bác? Oh, yeah. All right, bye bye. See you later, ladies. Cảm ơn cô đã đưa khách tới đây. Cô giữ một chút lấy Thảo. Sao bác lại đưa tiền cho cháu? Tiền này là tiền gì? Đây là tiền công của cô đã đưa khách tới đây. Tôi được lợi thì cô cũng phải có phần. Đây là quy luật mà. Dạ, không được đâu bác. Anh Dương, anh giúp cháu biết bao nhiêu, mà có đòi hỏi gì đâu. Cháu chỉ tình cờ đưa khách đến đây thôi. Cháu không nhận đâu, xin phép bác. Dạ, chị ơi, em đã đưa khách đi đúng lịch trình và đã đưa về khách sạn. Chị cho em gửi lại cái loa với cây cờ nha. Đi cả ngày chắc em mệt lắm ha. À mai quá, cháu đang tính gọi cho chú. À. Em này nói chưa nhận được tiền thù lao. À. Chú xin lỗi cháu. Nè, cháu làm phiếu chi giùm chú nghe. Dạ. Khi nãy chú ghé khách sạn, đoàn khách ban sáng khen cháu quá trời. Nè, hay là cháu vào công ty của chú cháu làm luôn đi. Dạ. Công ty thiếu người trầm trọng. Chú là lãnh đạo, chú còn phải đi tour luôn. Dạ, cảm ơn chú. Cháu cũng thích công việc này lắm. Nhưng có kết quả rồi thì cháu phải vào thành phố học. Ôi, vậy thì tiếc quá. Rồi, em ký vào đây giùm chị. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chú. Cháu đi nha.
Vàng son một thuở yêu em, vàng son bờ bên du em. Yêu nhau từ thuở ban mai hàng vi, đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu. Vàng son một thuở lên ngôi, lòng nghe tự hỏi trong tôi. Ơn em ta lỗi trên môi, tình lớn lao hơn cuộc đời. Vàng son một thuở yêu em, vàng son bờ bên du em. Yêu nhau từ thuở ban mai hàng vi, đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu. Vàng son một thuở lên ngôi, lòng nghe tự hỏi trong tôi. Ơn em ta lỗi trên môi, tình lớn lao hơn cuộc đời. Ơn em ta lỗi trên môi, tình lớn lao.